Xin chào, chào bạn Dũng. Vừa gần đây thì có nghe nói là bạn cũng đã có một số cái mua bán trên thị trường bất động sản, và thực sự nó là một cái sự may mắn nhất định trong cái khoảng thời gian vừa qua, về cái việc là thị trường bất động sản thì có cái sự dịch chuyển về giá rất là tốt. Và trước đây thì bạn có đi làm một cái công việc khác, và nhờ vào cái khoản tiết kiệm bạn đã có mua và gọi là bán qua mua đi bán lại một số cái sản phẩm và cũng đạt được những cái thành công nhất định. Thì liệu bạn có thể dành cho ít phút thời gian để chia sẻ cái câu chuyện của bạn về cái lần mua bán đầu tiên, một cái sự may mắn nhất để, mà bạn đã giành được cho anh các bạn cùng nghe được không? Dạ, em xin chia sẻ với anh Thắng về cái thương vụ mà mua bán bất động sản đầu tiên của em, đầu tiên trong đời luôn. Thì hồi đó là vào thời điểm cuối năm 2014, đầu 2015. Thì sau một thời gian đi làm tích góp thì được một ít tiền. Thì là cũng có ý định là mua đất để xây nhà. Thì thực ra thì tới thời điểm đó thì cũng tích góp được ít thôi, mới chỉ có khoảng vài chục triệu trong tay thôi. Nhưng mà cũng vẫn liều mạng là đi, quyết tâm là đi tìm cho mình một miếng đất để mua để dành ở đó. Thì tới tháng 1 2015, thì sau khi mà nhận được tiền một khoản thưởng Tết gom của cả vợ lẫn chồng lại thì được khoảng 70 triệu. Thì đi mua một lô đất ở quận 9. Thì lúc đó thì cũng liều lắm. Thì mới có 70 triệu thôi mà dám đi mua đất. Miếng đất đó thì nó khoảng 500 triệu. Thì cũng vay mượn khắp nơi cả. Mượn ông bà ngoại, rồi mượn ông bà nội, rồi mượn bạn bè. Thì cũng được tổng cộng là 200 triệu tiền mặt. Thì bắt buộc là phải vay thêm ngân hàng nữa. Vay thêm ngân hàng phần còn lại là 300 triệu. Thì mình vay trong khoảng 15 năm. Lãi suất thời đó là 8% năm đầu, và các năm sau thì là bằng lãi suất huy động cộng cho biên độ 3.5, thì nó rơi vào khoảng 11,5% một năm. Thì với khoản vay 300 triệu đó thì một tháng là bình quân hai vợ chồng phải trả là 5 triệu một tháng. Mức lương của hai vợ chồng thời điểm đấy thì như thế nào? Mức lương của đó hai vợ chồng cộng lại là khoảng 15 triệu. Đó là ổn thôi, chi trả 5 triệu. Dạ. Thế thì sau khi mà mua được miếng đất xong thì cũng thấy sung sướng lắm. Nhưng mà vẫn chưa xây được nhà, nhưng vẫn cứ để đó thôi. Qua đến giữa năm 2015 thì công ty này nó tạo điều kiện cho là vay tiền để xây nhà. Ai có đất rồi thì được vay tiền xây nhà. Và vay thì không có tính lãi suất. Ở đó thì công ty cho vay được 100 triệu. Đấy cũng vẫn chưa đủ để xây nhà. Cái là phải đi vay mượn thêm ở bên ngoài nữa, được khoảng 50 triệu nữa, là tổng cộng 150 triệu thì xây được một cái nhà cấp 4. Cũng xây được khoảng 50 m². Nhà cấp 4 là 50 m² thì hai vợ chồng ở là cũng tương đối thoải mái. Đến cuối năm 2017 thì miếng đất thì giá lúc bấy giờ như thế nào rồi? Lúc đó thì đất nó tăng giá. Đất tăng giá lên hồi đó là thời điểm đó là khoảng 1,5 tỷ là cả đất cả nhà.
Qua wow, vị trí đất ở đâu mà khi mua có khoảng 500 triệu mà nó đã lên tới 1 tỷ rưỡi rồi? À, đất thì ở trên khu ngã ba Lò Lu gần với công ty Samsung. À, tăng quá nhiều nhỉ? Tăng là khoảng được 200%. 200%, tức là tăng thêm một tỷ nữa từ kể từ khi mà mình mua. Dạ. Khoảng thời gian là từ cuối 2015. Đầu 2015 đến cuối 2017. À. Vậy là tăng gấp 3 còn gì? 5 x 3 15. Đúng không? Dạ. 500 triệu tiền gốc. Dạ. Ừ. Thì tới thời điểm đó thì cũng thấy đất nó tăng. Ừ. Thì cũng thấy thấy khá là bất ngờ với cái mức độ tăng trưởng của nó. Và trong đầu thì đặt ra một câu hỏi, tại sao mình không có tận dụng cái thời điểm này, thời điểm mà bất động sản nó tăng giá quá tốt. Cái sau nhiều đêm nằm suy nghĩ trằn trọc thì nghĩ ra một cách là hay là bây giờ mình bán căn nhà này đi, mình đi thuê một cái nhà nào đó hoặc là một cái căn hộ chung cư nào đó mình ở, rồi mình lấy tiền đi mình đầu tư một chỗ khác. Thế thì suy nghĩ khoảng một thời gian, trong vòng khoảng một tháng trời, thì là quyết tâm là thực hiện cái kế hoạch là bán nhà đi ở trọ để lấy tiền đầu tư. Bạn có coi là hai cái thương vụ đầu tiên là khi mà có một cái số vốn cũng không phải là nhiều lắm, vay thêm một cái lượng vốn đối với người ta, với những người mà mới đi làm còn trẻ như các bạn thì là 300-400 triệu cũng khá là nhiều, mà với cái mức trả lãi thì cũng không hề ít, bằng 1/3 so với tổng thu nhập của hai vợ chồng. Thì đó là bước cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là sau khi mà đó cũng coi có thể được coi là một cái may mắn của bạn đi, thì sau khi mà giá đất, một cái căn cái miếng đất của bạn tăng lên tới gấp 3 lần, thì cái quyết định thứ hai cũng là một trong những cái quyết định xoay chuyển những cái gọi là một trong những cái quyết định rất là quan trọng thay đổi cái cách nhìn của bạn về thị trường bất động sản. Thì bạn thấy đánh giá nó như thế nào? Tức là khi bạn quyết định là bán để coi là đó là một cái thương vụ chốt lời cực kỳ thành công, là sự may mắn đầu đời của bạn về một cái sản phẩm bất động sản. Thì từ sau khi đó thì bạn thay đổi về cách nghĩ, cách nhìn về cái tận dụng cái xu hướng thị trường bất động sản đang tăng, đang tốt, đang tích cực, thì mình có lẽ nào mình lại là người có duyên với cái lĩnh vực này. Và mình quyết định và cũng trong nhiều lần suy nghĩ tính toán kỹ lưỡng hai vợ chồng, mà thực sự là lại còn phải có những cái trần trọc khác nữa liên quan tới cuộc sống gia đình, con cái. Thì bạn đã quyết định là bán cái miếng đất đấy đi để thuê một cái căn hộ chung cư để ở, lấy cái phần tiền dư ra đó để quyết định là tham gia cái lĩnh vực này. Thì bạn thấy là nó liệu nó có những thương vụ sau thì nó như thế nào, và thực sự là nó có giống như bạn mong muốn không? Thì trước khi mà tiến hành cái thương vụ thứ hai thì cũng đắn đo nhiều lắm, nhưng mà với cái thành công của thương vụ thứ nhất, và cái thứ hai nữa là mình cũng sống ở quận 9 một thời gian cũng vài năm, mình cảm được cái nhịp vận động của cái bất động sản ở quận 9, cho nên là sau khi mà cũng ràng hết tất cả các cái trường hợp mà xấu nhất đó, thì cũng đã chuẩn bị cho những cái trường hợp xấu nhất nó xảy ra, thì mình quyết định là tiến hành cái thương vụ thứ hai. Thì thương vụ thứ hai bắt đầu từ đầu 2018, thì sau khi bán cái nhà được 1,5 tỷ thì trả ngân hàng, hồi đó vẫn còn nợ ngân hàng là 150 triệu nữa, thì bán cái nhà đi xong trả nợ đi là còn 1,35 tỷ. Thì mới đi mua tiếp là hai cái nền đất khác ở cách đó, cách xa trung tâm khoảng 20 cây số. Thì hồi đó là mua hai nền đó là khoảng 1,7 tỷ, thì phải vay thêm ngân hàng khoảng tầm 400 triệu nữa. Thì tính tới thời điểm bây giờ thì khoảng là gần tròn một năm, thì lợi nhuận đạt khoảng trên 100% một nền. Chính xác là cái vị trí bạn mua của cái thương vụ thứ hai, khi mà bạn bán cái miếng đất đầu tiên đầu đời của mình đi, thì là ở vị trí là ở đâu, và cái giá trị lúc bạn mua là vào tháng mấy của năm 2018?
Thì cái vị trí của hai cái miếng đất tiếp theo là mình mua ở cái phường phường Long Phước. Phường Long Phước. Phường đó thì là một trong những cái phường mà xa trung tâm nhất của quận 9. Từ cái phường đó mà đi về tới ngã tư Thủ Đức thì nó tầm khoảng 12-13 cây số gì đó. Vậy là cái miếng đất đó là khoảng tầm 1,7 tỷ. Hai miếng ấy. Hai miếng. Hai miếng là 1,7 tỷ. Hai miếng 1,7 tỷ. Có gần chợ Long Phước không? Nó gần sát chợ Long Phước. Sát chợ Long Phước luôn, ok, yeah. Rất là tuyệt. Thì hiện tại thì với cái giá đất ở hiện tại ở đó bạn đã bán chưa hay vẫn còn đó? Thì tới tháng 10 vừa rồi thì mình đã thanh khoản được một nền. Sau khi mà đạt lợi nhuận khoảng 100% thì mình thanh khoản một nền. Tức là 1,7 tỷ một miếng. Trước đây bạn mua 2 miếng 1,7 tỷ, hiện tại bạn bán một miếng là giá 1,7 tỷ. Đã mua một miếng là 800, một miếng là 900. Rồi. Thì vừa rồi thì mình thanh khoản cái miếng 800. Dạ. Được 1,6 tỷ. Được 1,6 tỷ. Thì bây giờ còn giữ lại một nền. Giữ một nền. Như vậy là rõ ràng là trong một cái xu hướng thị trường bất động sản tốt từ năm 2015 tới nay là đầu 2019 thì cũng chỉ mới sau hai cái lần mua bán. Thực sự đây là một câu, đây là một cái câu chuyện có thật. Và đó là thực sự là từ bản thân bạn chia sẻ với mọi người. Liệu bạn có thấy rằng là ở đây bạn có một cái sự khôn khéo và thông minh nào đó ở trong cái câu chuyện đầu tư, hay nó là một cái cơ duyên cũng như là cái sự tiếp ứng, tức là gọi là thích ứng kịp thời với cái xu hướng của thị trường bất động sản hay không? Cái này thì theo em thì nó phải có hai nguyên nhân chính. Một là cái thị trường nó đang gọi là thị trường như kiểu trong chứng khoán thì gọi là uptrend á. Rồi. Cái thứ hai là em cũng đã có những quyết định là hơi táo bạo. Táo bạo. Thế em có hai cái. Rồi. Thì cũng nhờ vào những cái sự nhanh lẹ táo bạo của tuổi trẻ cộng với cái câu chuyện là sự đó là một mình có thể coi nó là một cái sự cái cơ duyên, cái may mắn nhất định đối với mình. Rõ ràng là chỉ bằng với những cái khoản tiền tiết kiệm, tôi cho rằng là cái thời điểm đó 2015 đi, thì nếu như cứ làm công ăn lương bình thường mà không có những cái quyết định táo bạo thì có lẽ đến thời điểm bây giờ 2019, tức là sau 3 năm thì dõi thì hai vợ chồng bạn chắc theo tôi nghĩ thì chắc cũng khoảng tầm tiết kiệm được khoảng 400 triệu là cùng. 400 triệu là cùng. Nhưng thực sự là có việc là cũng không phải là cái người được đào tạo học từ cái ngành kinh tế, dù là cũng chỉ là dân kỹ thuật thôi, nhưng với những cái quyết định táo bạo nhanh lẹ và đúng thời điểm thì sau hai thương vụ kéo dài trong vòng 3 năm thì hai vợ chồng bạn thực sự trong tay bây giờ thì cũng đã có ngót nghét 3-4 tỷ đồng rồi. Thì mới thấy được rằng là nếu mà thực sự những người trẻ mà có một số những cái suy nghĩ tích cực cũng như là cái sự tìm tòi nhất định về cái chuyện cố gắng để có thể thay đổi cái cuộc sống của mình, mong muốn là nó tốt đẹp hơn và tích cực hơn. Ngay như cái thương vụ đầu tiên thì rõ ràng là cũng chỉ là mong là có một nơi để ở. Thương vụ thứ hai thì cũng là sự đắn đo sau nhiều đêm, nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng. Thì cuối cùng thì cũng chỉ là cái góc nhìn, tức là mình dám làm, dám để ở chung cư thay vì là vẫn tiếp tục duy trì ở cái miếng đất đầu tiên. Và mình mua xa hơn thì mức sinh lời nó sẽ cao hơn. Rõ ràng là nó xa hơn bởi vì ở dưới Long Phước lên đến thành phố Hồ Chí Minh thì với cái góc nhìn từ năm 2017 đầu 2018 đối với nhiều người thì thực sự nó là quá xa luôn. Nó hai mấy ba chục cây số để lên tới quận 2, lên tới đầu đường cao tốc trên này, lên tới quận 1, lên tới 30 cây số, 40 cây số chứ không hề ít. Thì bạn có những quyết định thực sự là táo bạo, thì cũng xin được chúc mừng bạn về cái câu chuyện là năm nay thì bạn ngoài 30 chưa nhỉ? Năm nay em 32 tuổi. Năm nay 32 tuổi, với 32 tuổi, hai vợ chồng, một một đứa con, với cái khoản vốn thực sự là với nhiều người thì đó là thực sự là rất là mơ ước luôn ấy. Chứ không phải là vài ba tỷ đồng trong tay, không hề đơn giản một chút nào. Thì cũng xin được chúc mừng bạn và cũng xin cảm ơn là cái buổi chia sẻ rất là chân thực và chân tình với những cái gì mà thực tế đã diễn ra đối với mình và với vợ chồng bạn. Thì chúc bạn là trong thời gian sắp tới thì có thể nhân 2, nhân 3 cái khoản tiền vốn hiện tại đang có,
Thì mong rằng là những cái chia sẻ của bạn thì cũng sẽ giúp ích phần nào cho các bạn trẻ đang có những cái mong muốn, đang có những cái mơ ước để có thể có một cái khoản tài chính được gọi là, chưa được gọi là tự do lắm, nhưng mà thực sự cũng là thoải mái hơn, có thể tự cho mình một cái quyền được làm một cái công việc tự do hơn. Hiện tại thì bạn cũng đang là một trong những người mà mới bắt đầu tham gia với cái lĩnh vực, có thể là sẽ đi tìm hiểu và cũng làm trong cái lĩnh vực bất động sản để tự đầu tư cho riêng mình, cũng thể có thể là sẽ chia sẻ những cái góc nhìn của mình, mặc dù nó còn chưa hoàn thực sự quá là tuyệt vời, quá hoàn thiện hoặc là quá nhiều cái hiểu biết, nhưng mong là nó sẽ tiếp tục trong những cái lần chia sẻ tiếp theo thì sẽ giúp ích được cho rất nhiều anh chị em và các bạn có thể ứng dụng, có thể xem đó để có thể là đưa ra cho mình những cái quyết định phù hợp. Mong sẽ có những cái thành công được giống như vợ chồng bạn. Chúc mừng hai vợ chồng. Dạ, cảm ơn anh.